giải ngân vốn bồi thường giải tỏa cho các dự án đã được phê duyệt, tiếp tục chi trả tiền bồi thường cho các dự án giao thông qua địa bàn có chi phí bồi thường lớn là một trong những công tác trọng điểm của năm nay mà thành phố Thuận An đang tập trung thực hiện. Thành phố Thuận An đang đồng thời triển khai đấu thầu thi công xây dựng các dự án đã giải tỏa được trên 95% tổng mặt bằng công trình và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang thi công để giải ngân vốn xây lắp. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố đặt ra mục tiêu là phải đạt được các tiêu chí đô thị loại 2 và được công nhận đô thị loại 2 và đạt được các tiêu chí đô thị loại 1. Do đó, trong thời gian qua, thành phố Thuận An đã đầu tư, huy động nhiều nguồn lực để đầu tư nhiều công trình hạ tầng đô thị, đặc biệt là các công trình giao thông trọng điểm cũng như các công trình hạ tầng xã hội. Đến nay thì các công trình này đang được triển khai và phấn đấu là những cái công trình này là sớm đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Nguồn vốn bố trí cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chiếm tỷ trọng lớn trong kế hoạch vốn, nên để đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư và tiến độ thực hiện các công trình, thành phố Thuận An đã tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Theo đó, tổ chức rà soát nguồn gốc đất đai, lập phương án giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch, đồng thời theo dõi sát sao tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án và bàn biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động các hộ dân đồng thuận, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Để tạo sự đồng thuận của người dân đối với việc thực hiện các cái công trình dự án trên địa bàn, thì trong thời gian qua, hệ thống dân vận, mặt trận và các cái đoàn thể đã tập trung tuyên truyền vận động người dân thông qua các cái hình thức như là tổ chức họp dân, rồi đến các cái hộ gia đình, những cái hộ mà có nằm trong cái diện giải tỏa đền bù, để tuyên truyền vận động, rồi thông qua các cái nhóm Zalo, Facebook, thì hệ thống mặt trận cũng đã tuyên truyền các cái chủ trương chính sách của Đảng về cái công tác giải tỏa đền bù để người dân nắm, để tạo cái sự đồng thuận trong cái việc tham gia cùng với nhà nước hưởng ứng để mà các cái công trình dự án trên địa bàn thực hiện được thuận lợi hơn. Trong 3 năm từ năm 2020 đến năm 2022, thành phố Thuận An đã thực hiện được khoảng 101 công trình với số vốn giải ngân là 4.192 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch vốn tỉnh giao. Thành phố cũng đã triển khai thực hiện 19 dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tổ chức chi trả 12 công trình với 1.025 hồ sơ có tổng số tiền hơn 1.049 tỷ đồng. Để nhanh tiến độ thực hiện công trình trọng tâm, trọng điểm phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, chỉnh trang đô thị sẽ tăng thêm điều kiện thuận lợi để Thuận An phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn trong những năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2020-2025.